các cái tuyến đường của nó chủ yếu đó các sân bay xong đó. Chứ ở ở công viên 23, 29 à không thì cũng có chứ, có khách ở 23, 29 đi sân bay dồn vô thì thấy cũng có một vài khách đó. Nó chủ yếu đưa đón sân bay nên là nó chứ không thể nào mà đi dạo Sài Gòn nữa. Thank you.
thì cái hướng này bắt giờ thì cứ này nó ra 5 tỉnh thì sẽ lưu chứ đâu vậy có thì sao hết đâu. Yeah.
vàng ha.